Kính mời quý vị lắng nghe phần chánh văn. Chuyện này cũng lắm tuyệt vời, giá như hàng tinh đợi thời loạn trôn. Đến sao danh nổi như cồn, làm cho hàng võ mất hồn mấy khi. Chuyện xưa thanh sử ơi còn ghi, khen anh hàng tinh vậy thì mưu cao. Chuyện đời phải ai có trước sau, điên khùng khờ dại mà cao tu hành. Chú thích: tuyệt vời, cực kỳ, cao xa rất mực. Chim hồng bay bổng tuyệt vời. Hàn Tín, người ở đất Hoài Âm, nước Sở, sanh thời Tần, hớn và sở nhà rất nghèo. Tính thường đi câu cá đổi gạo, lắm khi cơm chẳng đủ no, tính phải ăn nhờ nơi bà phiếu mẫu. Nhưng tính tích cực học hành binh pháp, và lúc nào cũng mang theo mình một thanh kiếm. Ngày nọ, tính đem cá ra chợ bán, có bọn thanh niên côn đồ, đứa cầm đầu nhục mạ và bảo tính: nếu không dám giết hắn thì phải luồn qua trôn hắn mà đi. Qua phút suy nghĩ kỹ, tính liền cúi mình chung luồn qua trôn kẻ côn đồ. Mọi người ở chợ cười gian lên chê tính là hèn nhát. Duy có thầy tướng số tên Hứa Phụ, biết tính là bậc nhân tài chưa gặp vận. Khi chú cháu Hạng Võ khởi nghĩa đánh Tần, tính tìm đến đầu quân, nhưng họ Hạng không rõ chê tính là kẻ luồn trôn vô dụng, cho tính làm quân giáp kích theo hầu. Mặc dầu quân sư Phạm Tăng biết tính có tài, đã nhiều lần tiến cử, song Hạng Võ vẫn không nghe. Lúc bấy giờ, Hán Dương, Lưu Bang chuẩn bị đánh Sở, binh mã đầy đủ, nhưng còn thiếu một viên đại tướng chỉ huy quân đội. Trong cuộc đông chinh nên Trương Lương phải đi tìm bậc kỳ tài để giao phó chức vụ tối quan trọng ấy. Ngày nọ, nhân khi ghé nhà Hạng Bá, chú Hạng Võ, Trương Lương bắt gặp trên bàn một tờ biểu của tính bày tỏ về việc chính trị lợi hại với chú cháu Hạng Võ. Trương Lương toát mồ hôi nghĩ rằng: nếu người khác biết dụng tính sẽ chiếm cả thiên hạ. Trương Lương tìm cách dụ được tính và viết mật thư giới thiệu với Lưu Bang. Nhưng Lưu Bang cũng chưa rõ được tài nên chỉ cho tính làm quan giữ kho lương thực. Sau nhờ Tiêu Hà và Hạ Hầu Anh hết lòng tiến cử và tính đưa thư giới thiệu ra, Lưu Bang mới trọng dụng. Đoạn làm lễ bái tướng, phong tính làm phá sở đại nguyên soái, điều khiển ba quân đánh Sở. Qua thời gian huấn luyện binh tướng tinh thông chiến pháp, tính đem quân đánh chiếm các nơi, đi đến đâu giặc đều tan dở đến đó. Các nước Tề, Yên, Triệu bao lần phải khiếp quy. Binh tướng của Hạng Võ mấy lượt phải mất vía kinh hồn trước tài hành quân thần tốc đầy thao lược của tính. Nhất là trận đánh ở Quỳnh Đương, tiêu diệt hơn 20 vạn quân của Hạng Võ, và trận đại chiến ở Cửu Lý Sơn, một trận quyết định sự tồn vong giữa Hán và Sở, làm cho quân Sở hoàn toàn tan rã. Hạng Võ phải chấm dứt cuộc đời uy dũng ở bến Ô Giang, bởi không địch nổi với mưu lược của vị anh hùng đất Hoài Âm. Đức Thầy nhắc điển tích trên đây, ý muốn nói vì thời vận chưa đến, Ngài phải ẩn nhẫn đợi thời và cam chịu lắm nỗi gian truân, thế nhân khinh bỉ, nhưng đến một ngày kia Ngài sẽ đem tài thao lược giúp non sông, thì
sau danh thị xạ hương khắp chốn. Và chừng đó bá gia mới biết người khùng là ai. Hạng Võ, người ở Hạ Tượng thuộc Cối Kê, tên là Tịch, sức mạnh cử cái đỉnh ngàn cân, vào thời Tần Sở không ai đánh lại. Trong cuộc diệt nhà Tần, vì tánh háo sát mà không được lòng quân dân, nên vào Bá Tượng, Hàm Dương, sau Lưu Bang, Hạng ỷ mạnh phụ lời vua ước hẹn, giành làm vua Tây Sở Bá Dương và đẩy Lưu Bang, Hán Trung Dương vào Bao Trung. Sau Võ phải đánh với binh Hán ròng rã 6 năm, bao phen phải thất điên bát đảo trước tài chỉ huy mưu lược của Hàn Tín. Rốt cuộc Hạng Võ phải bỏ mình tại bến Ô Giang. Thanh Sử cũng gọi là Sử Sanh. Thời xưa ngành ấn loát và việc chế tạo giấy chưa có, nên nhà chép sử phải dùng tre cật xanh để ghi chép cho dễ nhớ. Nhân đó gọi là sử ký bằng Thanh Sử hay Sử Sanh. Đại Nam Quốc Sử diễn ca có câu: Lam đài dừng bút thành thơi, dẫn đêm quốc ngữ diễn lời Sử Sanh. Lược giải từ câu 97 đến câu 104. Đoạn giảng trên, Đức Thầy nhắc tích Hàn Tín và Hạng Võ là hai bậc kỳ tài đất Trung Hoa. Nhận thấy, tuy Hạng Võ có sức địch muôn người, binh hùng tướng dũng ồ ạt, nhưng tại dùng bạo lực theo bá đạo, dĩ lực trị dân giả bá, nên kết cuộc phải bị thất bại chua cay. Còn Hạng Tín tuy sức yếu, nhưng có tài thao lược, đức nhẫn cao, lại theo kế hoạch của Trương Lương và chủ trương đường lối dương đao của Lưu Bang, dĩ đức trị dân giả dương, nên sao được toàn thắng. Ở đây Đức Thầy muốn nêu đức nhẫn nhục của Hàn Tín. Mặc dù Tín thừa sức trừ bọn thiếu niên tại chợ Hoài Âm, nhưng lúc chưa phải thời cơ, Tín phải đành ẩn nhẫn. Gương trước hơn Tần Hàn Tín nhân, đã không khổ nhục khoái ưu phiền. Hiện nay công cuộc cứu thế độ dân của Đức Thầy dưới thời Pháp thuộc, nên Ngài phải giả dại giả ngu mà ẩn nhẫn hoài chờ đợi vận hanh thông. Hay là đời cơ thiên địa xây dần đến, chờ cuộc phong lối đổi dần lành.